Chiều 12 tháng 12, tại khu kinh tế Vũng Áng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Vingroup tổ chức khởi công xây dựng nhà máy sản xuất pin VinES. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ và phát lệnh khởi công xây dựng nhà máy. Dự lễ có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng lãnh đạo một số bộ ngành trung ương. Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải. Nhà máy sản xuất pin VinES sẽ cung cấp pin lithium dành cho các dòng xe ô tô điện và buýt điện của VinFast. Trong giai đoạn 1, nhà máy sẽ được triển khai xây dựng với quy mô 8 ha với tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Toàn bộ hạ tầng của nhà máy gồm các phân xưởng đúc linh kiện, hàn tổ hợp và đóng gói park pin sẽ được xây dựng nhằm đảm bảo công suất 100.000 park pin một năm. Giai đoạn 2 sẽ mở rộng để sản xuất các tế bào pin và nâng cao công suất tới 1 triệu park pin trên năm. Với mức độ tự động cao trên 80%, đây sẽ là nhà máy sản xuất pin đầu tiên và hiện đại nhất Việt Nam, sử dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu theo tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup Nguyễn Việt Quang nhấn mạnh, việc xây dựng nhà máy đánh dấu bước đi quan trọng trong việc thực hiện chiến lược pin ba chân kiềng của Vingroup, như mua pin từ các nhà sản xuất tốt nhất thế giới, hợp tác với các đối tác để sản xuất các pin tốt nhất thế giới, tự nghiên cứu và phát triển sản xuất pin. Việc xây dựng một nhà máy sản xuất pin tại khu kinh tế Vũng Áng là một trong các nỗ lực nhằm thiết lập hệ sinh thái năng lượng sạch, góp phần nội địa hóa nguồn cung của VinFast. Chúng tôi đã và đang đẩy mạnh hợp tác với nhiều đối tác uy tín trên thế giới như Mỹ, Israel, Trung Quốc, Đài Loan để nghiên cứu phát triển và ứng dụng các công nghệ pin tiên tiến nhất như sạc siêu nhanh, pin 100% thể ránh, rắn, vân vân. Sự hiện diện của một nhà máy sản xuất pin đẳng cấp thế giới VinES tại khu kinh tế Vũng Áng cũng sẽ góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội không chỉ của riêng Hà Tĩnh mà còn là động lực thúc đẩy phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước đón đầu xu hướng sản xuất năng lượng xanh của Việt Nam và thế giới. Lãnh đạo tập đoàn Vingroup cũng đã cảm ơn nhân dân địa phương trong việc đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, các sở ban ngành, thị xã Kỳ Anh, nhân dân trong vùng dự án, với ý thức và trách nhiệm rất cao, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai. Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn, ghi nhận tập đoàn Vingroup về những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, đồng thời khẳng định, dự án này đánh dấu bước đột phá bền vững đối với công nghiệp tỉnh nhà, góp phần quan trọng trong tăng thu ngân sách, tiến tới tự cân đối ngân sách địa phương, tăng cường nội lực của Hà Tĩnh cho đầu tư phát triển và giải quyết tốt hơn các vấn đề an sinh xã hội. Tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với tập đoàn Vingroup, tạo điều kiện thuận lợi nhất, giải quyết nhanh chóng nhất các khó khăn, vướng mắc để chủ đầu tư hoàn thành đúng tiến độ các hạng mục dự án. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và đánh giá cao tầm nhìn mới của tập đoàn Vingroup khi đã kịp thời điều chỉnh chiến lược sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, đặc biệt là công nghệ cao. Đó là nhà máy sản xuất ô tô VinFast, điện thoại thông minh và nay là nhà máy sản xuất pin. Dự án nhà máy sản xuất pin VinES thành công sẽ đóng góp lớn vào xu thế xây dựng nền kinh tế hiện đại, bền vững về môi trường. Tập đoàn Vingroup đã tận dụng lợi thế đi sau để tiến thẳng vào ứng dụng công nghệ hiện đại nhất. Đó là một sự quyết đoán, mạnh dạn, đáng trân trọng và khen ngợi. Sự thành công của Vingroup trong việc chuyển hướng dần sang tập đoàn công nghiệp, công nghệ sẽ không chỉ tạo ra niềm cảm hứng cho các tập đoàn kinh tế khác của Việt Nam mà còn được góp phần vào vai trò quan trọng trong việc tạo dựng một hệ sinh thái Made in Việt Nam về sản xuất, tái chế và sử dụng pin năng lượng tái tạo. Tôi kỳ vọng Vingroup sẽ trở thành một tập đoàn công nghệ hàng đầu, đầu tư vào nghiên cứu phát triển những công nghệ mới, đi tiên phong các hoạt động đổi mới sáng tạo và thành công trên thị trường toàn cầu. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng ghi nhận, đánh giá cao cấp ủy, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh trong việc đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc hoàn thiện các hồ sơ thủ tục và giải phóng nhanh gọn để triển khai dự án.